thạc sĩ thì có nhiều bạn hay là than phiền như thế này là da vào mùa đông thì lại xuất hiện nhiều mụn hơn. Thì quan điểm này có đúng hay không ạ? Thực ra là những thắc mắc của các bạn cũng rất là hợp lý đó Ngọc Dung. Bởi vì là như hồi nãy bác sĩ cũng đã chia sẻ, thì khi mà cái tình trạng thời tiết hanh khô như vậy á, nó sẽ làm cho làn da của chúng ta bị thiếu độ ẩm. Và khi mà thiếu độ ẩm thì làn da nó sẽ đáp ứng bằng cái cách nó bù trừ, là nó sẽ sản sinh ra nhiều cái chất bã nhờn hơn. Và một trong những cái nguyên nhân gây mụn đó là tăng sản xuất chất bã nhờn. Chúng ta biết rằng là có 4 cái nguyên nhân chính để gây ra mụn trứng cá, đó là tăng sản xuất chất bã nhờn, tăng sừng hóa cái nang lông và nó gây ra bít tắc cái lỗ chân lông, rồi quá trình viêm và cái sự phát triển của cái vi khuẩn bi acne là cái vi khuẩn gây mụn. Thì tăng sản xuất chất bã nhờn nó là một trong những 4 cái nguyên nhân chính mà gây ra cho cái làn da chúng ta bị mụn. Do đó thì cái thời tiết hanh khô của mùa đông nó lại là một trong những cái yếu tố mà nó tác động lên làn da và làm cho cái làn da của chúng ta sản sinh ra cái chất bã nhờn nhiều hơn để bù trừ lại cái việc là da nó bị khô. Do đó thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho da của chúng ta thường hay lên mụn hơn. Và các bạn cũng nhận thấy là vào mùa đông thì cái khả năng lên mụn của mình nó nhiều hơn vào những cái thời điểm khác ở trong năm. Tức là cái bã nhờn nó không chỉ xuất hiện đối với làn da dầu mà nó còn xuất hiện trong cái làn da khô, mặc dù biểu hiện bên ngoài là đang biểu hiện nứt nẻ. Đúng chính xác. Thưa thạc sĩ, thì như thạc sĩ vừa chia sẻ là để mà chăm sóc tốt làn da trong mùa lạnh này thì chúng ta cũng chú ý về vấn đề về thực phẩm và cả về mỹ phẩm. Cụ thể chi tiết này thì chúng ta nên lưu ý cái gì ạ? Đúng rồi đó Ngọc Dung, thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái vấn đề lưu ý về hai cái vấn đề là mỹ phẩm cũng như là thực phẩm đối với các bạn có cái làn da dầu, nhất là trong cái thời tiết hanh khô như thế này, đúng không? Thì về thứ nhất là các cái mỹ phẩm dùng trên da, thì đối với các bạn có làn da dầu, chúng ta đã biết là cái gương mặt lúc nào cũng cái lượng dầu nhờn trên da rất là nhiều, và nó thường hay là gây bít tắc các cái lỗ chân lông. Do đó thì chúng ta vẫn cần nên dùng các cái sản phẩm chăm sóc da cũng như là các cái mỹ phẩm. Tuy nhiên là chúng ta chỉ có một cái lưu ý nho nhỏ là cần lựa chọn các cái sản phẩm mà nó phù hợp cho cái làn da dầu của các bạn. Thì thông thường các cái sản phẩm phù hợp cho làn da dầu thì trên các cái dòng sản phẩm nó sẽ thường có các cái nội dung như là oily free, tức là không có dầu nhờn, hay là non comedogenic, tức là nó sẽ không gây, không sinh nhân mụn. Cũng như là một số dòng sản phẩm thì họ sẽ có các cái chữ là won't grow pore, tức là không có gây bít tắc lỗ chân lông. Đó, thì các bạn lưu ý trong cái việc sử dụng mỹ phẩm thì chúng ta lựa chọn các cái sản phẩm nó có các cái dạng bào chế để làm không gây bít tắc cũng như là không làm sản sinh thêm chất bã nhờn để làm sản sinh thêm nhân mụn, thì chúng ta vẫn hoàn toàn sử dụng các cái mỹ phẩm cũng như là các cái sản phẩm trên da bình thường, và lưu ý cái vấn đề như vậy. Còn về mặt thực phẩm thì chúng ta đối với những cái bạn mà có cái làn da dầu thì cái việc dùng các cái sản phẩm mà nó làm kích thích sản sinh các cái chất bã nhờn ở trên da thì nên hạn chế. Thông thường đó là các cái sản phẩm mà nó mang tính chất là các cái chất kích thích, ví dụ như là rượu, bia, cà phê, thuốc lá, hay là một số các cái gia vị cay, nóng vân vân, thì nó sẽ làm cho chúng ta đổ dầu nhờn nhiều hơn. Nó sẽ kích thích cái chất tuyến bã nhờn, sản sinh cái chất nhờn nhiều hơn. Cũng như là một số các cái thực phẩm như là ớt hay là một số các cái gia vị đó, thì chúng ta nên hạn chế các cái sản phẩm, các cái thực phẩm như vậy. Nãy giờ thì thạc sĩ cũng chia sẻ nhiều và cũng chi tiết cụ thể về thực phẩm và mỹ phẩm cho da dầu. Còn đối với da khô và da hỗn hợp thì thế nào? Đối với da khô và da hỗn hợp thì chúng ta không cần quá kiêng khem những cái sản phẩm như bác sĩ vừa tư vấn vừa rồi. Chúng ta cần lưu ý thêm một chút là bổ sung các cái thực phẩm mà nó giúp để hỗ trợ cung cấp cái độ ẩm và làm giảm khô da, như là các cái thực phẩm mà rau củ quả, những đặc biệt là những cái loại mà nó có màu xanh đậm, hay là những cái sản phẩm thực phẩm nó có màu đỏ chẳng hạn, thì nó sẽ cung cấp nhiều các cái collagen cũng như là cung cấp nhiều nước, nó sẽ hỗ trợ cho cái làn da nó sẽ được mịn màng, nó giảm khô. Và ngoài ra thì chúng ta luôn luôn nhớ một điều là uống đủ nước, ngủ đủ giấc. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà đối với tất cả các làn da mà chúng ta cần đều phải lưu tâm cái vấn đề này. Thưa thạc sĩ, như thạc sĩ có chia sẻ thì thực tế là vào mùa đông thì có thể là mụn sẽ xuất hiện nhiều hơn. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể phòng tránh mụn trong thời tiết lạnh này ạ? Thì để phòng tránh mụn trong cái thời tiết mà rất là lạnh và hanh khô như thế này thì các bạn cần lưu ý một số các cái vấn đề sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải biết cách chăm sóc da đúng cách, bằng cách là chúng ta rửa mặt với các cái loại sữa rửa mặt mà nó chuyên dành cho da mụn. Nó vừa làm sạch nhờn, giảm vi khuẩn gây mụn nhưng lại không làm quá khô da. Thứ hai là sau cái bước vệ sinh da
thì chúng ta sẽ có các cái toner hoặc là những cái sản phẩm để hỗ trợ cấp ẩm cho làn da ha. Rồi sau đó nữa thì chúng ta có thể có một số các cái thuốc hay là các cái sản phẩm điều trị hỗ trợ để làm giảm mụn, rồi chúng ta bôi lên trên da. Nó có thể có các cái thành phần AHA, BHA hay là các cái tretinoin. Các cái sản phẩm này thì chúng ta cần phải bôi theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ. Nó sẽ giúp duy trì cũng như là làm giảm cái mụn trong cái giai đoạn mà gây kích ứng và dễ lên mụn như thế này. Và sau cùng nữa thì chúng ta nên sử dụng các cái sản phẩm ví dụ như là xịt khoáng để cung cấp những cái dưỡng chất, những cái vi lượng để hỗ trợ cho làn da. Khi mà làn da chúng ta nó khỏe hơn cũng như là không có bị nhờn, bị bít tắc nhiều thì nó cũng làm giảm cái khả năng lên mụn.